Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, xem tử vi chọn đời sẽ giúp bạn dễ dàng biết được các phương diện gia đạo, công danh, sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, tài lộc và từ đó có thể nắm bắt được một phần định mệnh đã an bài qua lá số tử vi chọn đời, giúp đón lành tránh dữ và chiêu cầu may mắn bình an. Ngày hôm nay Phong Thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000 năm mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Gia chủ Canh Thìn sinh năm 2000 năm mạng có cung mệnh thuộc cung Càn trực bình, mạng bạch lập kim, vàng chân đèn, khắc phúc đăng hỏa, con nhà bạch đế trường thành, xương con rồng, tướng tinh con lạc đà, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Canh Thìn qua bài thơ sau. Canh Thìn là số rất cao, số có kẻ đón người đưa rộn ràng, thuận sinh tiếp đãi giả thưa, hiển vinh một cách có thừa chẳng sai. Mùa xuân lỗi xấu đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay dòng dòng. Anh em xung khắc chẳng xong, nói ra gây dữ tự nhiên chẳng hòa. Lớn lên lập nghiệp xứ xa, cô bác có của thì ta không nhờ. Can canh căn mậu bơ vơ, tạ sinh lỗi xấu chật giờ khổ thân. Thuận sinh sung sướng mười phần, lòng ở ngay thẳng thánh thần độ cho. Tổng quan, cuộc đời năm mạng Canh Thìn khá thuận lợi suôn sẻ. Họ ít gặp phải những thất bại trong cuộc đời vì mọi chuyện đều được thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống ngày càng được đầy đủ, sang giàu bắt đầu từ năm 27 tuổi trở đi đến hết cuộc đời. Nhìn chung năm mạng Canh Thìn có một cuộc đời mà nhiều người mong muốn, tâm tư thảnh thơi, đạt được thành công cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Đặc biệt, nếu những người tuổi này biết nhẫn nhịn, nhìn nhận vấn đề thật tinh tường thì cuộc đời sẽ có cơ hội đạt tới đỉnh cao. Họ được hưởng rất nhiều phúc đức nên tiền vận và trung vận ở mức bình thường, nhưng càng về hậu vận thì cuộc đời lại càng được tươi đẹp. Những người này có số hưởng thọ trung bình từ 78 đến 85 tuổi. Những người sống hiền lương, ăn ở thật thà, làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên. Vấn đề nhân duyên của năm mạng Canh Thìn được chia làm 3 trường hợp. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua những lần thay đổi tới 3 lần trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Năm mạng Canh Thìn sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch sẽ là người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến cuối đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của năm mạng Canh Thìn được yên vui, hạnh phúc. Những người này phải nhờ cậy sự giúp đỡ của người thân trong gia tộc mới mong được thành công về công danh sự nghiệp. Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng con đường công danh của năm mạng Canh Thìn vẫn có nhiều thăng trầm. Bạn phải thận trọng và tinh tường để tìm ra hướng đi đúng cho bản thân, thì con đường công danh sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, đưa cuộc đời bạn đến sự tươi sáng. Đừng trông chờ vào bất kỳ ai, mà hãy đứng vững bằng chính đôi chân của mình và tận dụng hết năng lực của bản thân để gây dựng một tương lai tốt đẹp. Sự nghiệp của năm mạng Canh Thìn phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng sẽ được hoàn thành vào năm 30 tuổi. Tuy vậy, đến năm 36 tuổi, cơ nghiệp gây dựng bấy lâu lại bị cuốn trôi hết xuống sông xuống bể. Nguyên nhân là bởi vì bạn thực sự đã đặt lòng tin quá lớn vào người khác mà không giữ chính kiến của bản thân. Sự nghiệp của những người này có thể thu được những thành quả từ sau 37 tuổi trở đi, nhưng cuộc đời lại càng đi lên càng phải thận trọng nhiều hơn. Tài vận được thuận lợi và dồi dào nhưng vẫn cần phải cẩn trọng trong mọi việc. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp ngày càng phát triển, thăng tiến, bản mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài trợ thân hàng đầu phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với năm mạng tuổi Thìn, thân chủ nên đeo vòng tam hợp thân Tý Thìn để hỗ trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được. Kết hợp với 3 viên đá mã não màu đỏ, khắc hình 3 linh vật thân Tý Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài, vượng khí cho thân chủ. Đồng thời nhờ sức mạnh của tam hợp, quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường tiến thân. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân Tý Thìn cũng cần được hướng dẫn khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng, tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Năm mạng Canh Thìn nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc.
như Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu và Đinh Sửu để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, ngày càng tiến triển, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn cuộc sống được hạnh phúc viên mãn, tiền bạc luôn rủng rỉnh, con cái đủ đầy, không cần phải lo nghĩ về bất kỳ một điều gì, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn, thì nam mạng Canh Thìn nên lựa chọn kết hôn với các tuổi hợp với mình cả về tình duyên lẫn tài lộc như Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu và Đinh Sửu. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết nhưng tiền bạc không được dư giả mà chỉ vừa đủ chi tiêu khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Ất Dậu, Tân Mão và Kỷ Mão. Kết hôn với các tuổi Mậu Tý, Đinh Hợi, Nhâm Ngọ, Tân Tỵ, cuộc sống vợ chồng đôi lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã, nhưng nếu biết cách hòa giải nhường nhịn, bạn vẫn có một gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Vào những năm xung khắc trong chuyện tình duyên, đó là 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi, bạn không nên thành lập gia thất, xây dựng gia đình, kẻo gặp nhiều bất lợi. Nam mạng Canh Thìn sinh vào các tháng 1, 3, 4, 8 và 12 âm lịch thường có số đào hoa đa thê hay khó tránh được những khó khăn trong việc nên duyên vợ chồng. Tuổi đại kỵ. Canh Thìn nam mạng không nên kết hôn hay cộng tác trong công việc với những tuổi xung khắc với mình như Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân. Nếu chót lỡ thương yêu nhau, mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới xin rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phúc đức thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất, Canh Thìn nam mạng có đại hạn vào các năm 26, 29, 33 và 40 tuổi. Chuyện tình cảm gia đình có nhiều xích mích bất hòa, công việc cũng cần phải thận trọng hơn. Những ý tưởng mới, những dự định lớn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ mang lại nhiều kết quả như ý. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy hỗ trợ vận trình cho mình, đó chính là Bát Bảo Tâm Kinh. Vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà. Cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì Canh Thìn nam mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, dễ được thành công, vạn sự như ý và đại cát đại lợi. Diễn biến từng năm. Từ năm 26 tuổi đến năm 29 tuổi phải hết sức thận trọng trong việc làm ăn, đó là vào tháng 7 của năm 27 tuổi. Có thể ốm đau, bệnh tật hay hao của vào tháng 5 của năm 28 tuổi, nhưng công việc và tài vận được hanh thông. Từ tháng Giêng đến tháng 6 của năm 29 tuổi gặp nhiều khó khăn phiền muộn, từ tháng 7 trở đi mọi chuyện sẽ được thuận lợi, gia đình vui vẻ. Từ 30 tuổi đến 35 tuổi, năm 30 tuổi là năm mà hoàn toàn tốt đẹp, bạn sẽ gặp nhiều trở ngại trong công danh, sự nghiệp vào năm 31 tuổi. Có hạn vào tháng 8 và tháng 9 của năm 32 tuổi. Cẩn thận kẻo đau bệnh hay tai ách. Năm 33 tuổi gặp nhiều sóng gió và đau buồn. Năm 34 tuổi cuộc sống viên mãn cả về tài vận, công danh, sự nghiệp và tình duyên. Vận may song hành cùng bạn vào năm 35 tuổi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi. Năm 36 tuổi là một năm ổn định, không có sự biến cố nào lớn xảy đến.
nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc và gia đình vào năm 37 tuổi. Bạn sẽ gặp phải những chuyện phiền muộn trong tình cảm và gia đạo vào năm 38 tuổi, đến năm 39 tuổi và 40 tuổi có nhiều triển vọng để gây dựng cuộc đời. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh tật, đau ốm vào tháng chạp của năm 41 tuổi. Năm 42 tuổi có một số vận hạn nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới công việc. Có lộc về đường tài vận và nhiều triển vọng trong công việc vào năm 43 tuổi. Năm 44 tuổi là một năm hoàn toàn tốt đẹp, nhất là về tiền tài và chuyện tình cảm. Đến 45 tuổi, sự tốt đẹp vẫn tiếp nối, tài vận ổn định, gia đình hòa thuận, yên vui. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, công việc có phát triển vào năm 46 tuổi, có hạn vào tháng 6 và tháng 7 của năm 47 tuổi. Cẩn thận, kẻo gặp tai ách. Năm 48 tuổi được an nhàn nhưng lại bận tâm suy nghĩ nhiều việc, cần tránh xuất hành đi xa. Năm 49 tuổi cẩn thận đau ốm vào tháng 4 và tháng 6 hay hao của phiền muộn về chuyện con cái vào tháng 8 và tháng 10. Năm 50 tuổi sự nghiệp được như ý nhưng cần chú ý nhiều hơn đến con cái và gia đình. Từ 51 tuổi đến 55 tuổi, gia đình có nhiều chuyện vui nhưng sẽ phải chịu hao tổn về mặt tiền bạc vào năm 51 tuổi. 52 và 53 tuổi, công danh mờ mịt, tiền tài hao tổn, con cháu đau ốm, bệnh tật, phải hết sức thận trọng vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch. Đến năm 54 tuổi và 55 tuổi, mọi chuyện khó khăn đã qua đi, cuộc sống được tươi đẹp. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này, mọi chuyện đều ở mức bình thường. Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và an dưỡng bên con cháu, tránh những tổn hại không cần thiết. Thưa quý vị, tử vi chọn đời luôn được mọi người quan tâm bởi việc phân tích và đánh giá tử vi sẽ có thể dự đoán được những biến chuyển trong cuộc đời đúng đến 90%. Và hy vọng tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 đã có được những thông tin hữu ích về vận trình và số phận của mình. Và nếu như quý vị gia chủ chúng ta muốn nghe thêm về tử vi chọn đời của các tuổi khác thì quý vị vui lòng hãy đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát để có thêm thông tin. Còn bây giờ thì chúc quý vị gia chủ an khang thịnh vượng. Xin mến chào và hẹn gặp lại.